Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trên tay mình đây là bức tranh của con khỉ. Hôm nay mình sẽ vẽ bức tranh này để gửi tặng đến tất cả các bạn. Và mình mong rằng các bạn sẽ ủng hộ mình bằng cách thả like và đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.